Hello mọi người. Mọi người ngủ chưa? Hà chưa phỏng vấn kín cơ bởi vì là hôm qua lịch bị hoãn sao xong là chuyển sang quay hình interview, nhưng mà do trời mưa thế nên là nhóm của Hà thì chưa quay được. Hôm nay thì Hà sẽ đi quay lại. Kiểu người ta sẽ hỏi mình, xong sau đấy người ta sẽ quay hình lại. Và nếu mà ai được lọt vào top 12 thì cái lúc đấy người ta sẽ phát cái đoạn video đấy. Kiểu cả ngày hôm, bởi vì là hôm qua hoãn mà nên là cả ngày hôm nay sẽ dồn rất là nhiều lịch phỏng vấn vào. Nên hôm nay mình lại mặc lại cái bộ rau má này đây. Hà đang đợi mọi người thông báo để ta xét quay đây. Ừ, hôm qua kiểu Hà đăng lên để tham khảo ý kiến của mọi người, đánh mắt khói hay là mắt có eyeliner ấy, thì mọi người vote cái mắt này nhiều hơn, nên là hôm nay mình làm lại. Kiểu như là hôm qua mình về nhưng mà mình chưa có tẩy trang, thế nên là mình ngồi mình rảnh, thế là vẽ thêm vào cho nó đậm lên để học dần cái layout chung kết á. Mọi người thấy mọi người vote cái này nhiều hơn nên hôm nay mình thử làm luôn. Nó cũng đen rồi. Không đen mà hôm qua, nhưng mà thấy cái này vừa hơn. Kiểu hôm nay mình cũng đi quay với lại phỏng vấn trực tiếp nên là cũng không nên đánh quá đậm, kiểu ngồi đối diện với ban giám khảo ấy, trông sẽ bị dữ. Bây giờ kiểu gần đến ngày thi rồi nên là ban tổ chức rất là thắt chặt cái vấn đề Covid ý. Mọi người đi bây giờ lúc nào cũng phải bắt đeo khẩu trang, với lại không được tiếp xúc với người lạ. Thậm chí là còn không có chia sẻ thức ăn với lại mấy cái đồ dùng cá nhân nữa. Chứ không đến lúc đến đêm chung kết rồi mà vẫn có người bị nhiễm hay như nào đấy thì đúng là công sức của cả một tháng trời công cốc luôn. Đổi kiểu tóc đi. Ủa, một tháng rồi bây giờ mình mới làm kiểu tóc này á bạn. Chị không biết chị có phải sổ mũi không, nhưng mà nó hơi tịt mũi một xíu. Chị không hợp để tóc 5 năm nên chị không để được. Quay interview Hà mặc rau má, vậy phỏng vấn kín Hà cũng sẽ mặc rau má, bởi vì là ban đầu là đã lên lịch là phỏng vấn kín sẽ mặc cái này rồi. Còn cái lịch quay interview, quay video thì là phát sinh thôi nên là mình sẽ mặc cái này luôn. Mình phải ăn một tí, nói nhiều một tí xong tí nữa cho giọng nó mượt mà, nó trôi chảy. Tầm còn khoảng 5 ngày nữa là chung kết rồi. Chung kết là buổi sáng ở bên mình á. STMI, giám đốc sáng tạo Miss International, dự đoán Hà Quyên. Ồ vậy hả? Bên này đang là 10 giờ sáng nha mọi người. Sáng nay bọn mình dậy thì phải dậy rất là sớm để đi test Covid.
kiểu bây giờ ngày nào hoặc là 2 3 ngày là phải test một lần cho nó an tâm, chứ không đến cái lúc ra đến sân khấu rồi xong có một bạn bị nhiễm hay như nào đấy thì đúng là cả đoàn dắt tay nhau đi về. Ủa sao cái tóc nó dính dính. Chung kết bên nước mình là hay nhớ là tầm khoảng bên này là bắt đầu từ 7 giờ thì bên mình là tầm khoảng 6 giờ sáng. Bên này là 7 giờ tối thì bên mình là 6 giờ sáng. Xong rồi kiểu mấy bạn có người thân sang á, xong bây giờ ban tổ chức còn không cho gặp luôn, bởi vì là để đảm bảo cái việc Covid ấy, kiểu sẽ tránh xâm nhập từ bên ngoài vào cho nó an toàn. Chị Hà vô top 3 tụi em hái rau má cho chị ăn. Nhớ nha. Cái bịch khô gà đã hết 1/2/3 rồi. Ngày nào chị cũng ăn ấy, kiểu mỗi sáng dậy nhai vài miếng xong mới ngồi makeup. Trực tiếp chắc là chắc chắn là sẽ có trên kênh YouTube của Miss World rồi. Chưa 12/12. Ủa hôm nay mới 11 mà ta. À bên mình là 12 rồi. Chung kết thì chắc là Hải sẽ làm tóc khác. Mà mình đang kiểu hơi phân vân ấy, bởi vì là cái phần Turn up the world thì mình phải đội cái mấn. Xong cái mình phải tháo ra để mà mình thay layout dạ hội ấy, sợ không có thời gian làm tóc ấy. Mà cái mấn thì phải có một cái gì đấy để nó cài vào, như kiểu là cục búi hay là mình phải búi. Đa phần là đội mấn thì phải búi. Hơi hơi lo lắng. À, chung kết thì mấy thì Hà quyết rồi, nhưng mà tóc thì chưa. Tóc thì kiểu mình, nếu mà dạ hội thì mình nghĩ là mình đã có rồi, nhưng mà để mà nó phù hợp với cả cái phần Done Up The World và cái mấn của mình nữa thì mình đang nghĩ xem là nó hơi khó. Chị thấy đối thủ nào mạnh và có khả năng win? Thật ra thì bạn mình gọi tiếng Việt là Bờ Biển Ngà, bạn ấy khá là mạnh, bởi vì từ những cái vòng đầu cho đến bây giờ thì đa phần là trong cái phần thi phụ nào cũng đều có mặt bạn ý, mà bạn ấy cũng khá là cao, ăn nói cũng khá là lưu loát, nói chung là ngoại hình và khả năng interview cũng ổn. Thế nên là Hà nghĩ bạn rất có khả năng vào top 3, top 5. Tuy nhiên thì kiểu người ta sẽ chọn theo châu lục ấy, nên là bạn sẽ phải kiểu nó đấu thì nó hơi quá, nhưng mà sẽ phải cạnh tranh với những bạn châu Phi khác nữa. Ví dụ như bạn South Africa cũng khá là mạnh này, rồi bạn Cameroon cũng khá là mạnh, cũng là những cái đất nước ở châu Phi, những cái đất cái thí sinh đến từ châu Phi khá là mạnh, thế nên là các bạn sẽ phải kiểu cạnh tranh với nhau. Đúng rồi, bạn Bờ Biển Ngà vote thì cực kỳ cao luôn. Hình như Hà nhớ là bây giờ cái like của bạn ý là 22 triệu, cách xa so với cái người ở dưới rất rất là nhiều ấy. Nhưng chắc cái giải Miss Multimedia là của bạn ý. Tóc nào cho dễ đội crown. Thật ra thì diễn đạo hội Hà thấy có nghĩa là nhìn chung thì tóc xoăn sẽ hợp nhất với mình. Sau chung kết MU thì mọi ánh mắt sẽ dồn về chị. Cũng may là 2 ngày chung kết của 2 cuộc thi cũng gọi là khá là lớn, nó cách nhau 3 ngày, chứ mà kiểu gần gần thì chắc là mọi người xem cũng mệt. Em nghĩ châu Á có chị Ấn Độ và Indo. Châu Á thì mình nghĩ bạn Ấn Độ và bạn Indo và bạn Philippines là những thí sinh cũng khá là mạnh. Tụt cân là về bắt ăn đồ, Đỗ Phanh nấu 1 tháng. Tụt là cái chắc rồi má ơi. Đi thi ít có người mà tăng cân lắm.
Ăn thì ăn vậy đó, nhưng mà kiểu hoạt động nhiều lắm nên là khó mà tăng cân được mọi người ạ. Giữ thôi là đã khó rồi. Nên là mình nghĩ là chỉ cần sau ngày 16, sau tối 16, sáng ngày 17 thôi là mình sẽ ăn kiểu banh chành cái Puerto Rico này luôn. Thi xong thì ngày 17 mình sẽ bay về Mỹ, ở đấy vài ngày xong rồi bay về Việt Nam. Rất là may mắn là có chuyến bay thẳng. Nên cũng không phải cái về, hình như mình thấy cái thông báo mới là người nhập cảnh có tiêm đủ 2 mũi thì không phải cách ly. May quá. Sau khi về Việt Nam, món hàng ăn đầu tiên đấy chính là bún bò Huế. Bún bò Huế. Buổi sáng ăn bún bò Huế, buổi chiều ăn bún đậu mắm tôm, buổi tối ăn bún riêu. Nói chung là mình thấy cái bún với phở Việt Nam nó đa dạng lắm nên là không lo đâu. Hết cái này lại có cái khác. Chị Hà muốn ăn gì tới đó ship liền qua sân bay. Hình như mình nghe nói là ở Mỹ cũng có phở ấy, nhưng mà cái phở của họ to, size to lắm. Nhưng mà chắc là sẽ không có cái hương vị không giống như ở Việt Nam. Không. Thôi. Đợi về Việt Nam ăn thử. Chị còn xem chị Duyên không? Hôm qua thì chị lúc live thì chị không có xem được bởi vì lúc đấy bọn chị đang bận, không được cầm điện thoại. Về thì chị cũng có xem lại. Nói chung là kiểu mình thấy năm nay Việt Nam khá là sáng ấy. Về mọi yếu tố. Chết rồi, mình vẫn chưa có thông báo phải đi ăn tiếp, chưa đi lần đầu ăn. Hello chị Kiều Loan. Ủa ai cho về, đủ 1 năm mới về. Ở 1 năm ở đây chắc béo chết, nhưng mà hình như là mới xua trụ sở London mà đâu có ở Puerto Rico được đâu. Combo quà tặng Việt Nam thì chị tất cả thí sinh thì chị có tặng cho mọi người cái túi in hình lá cờ Việt Nam, rồi những cái bạn khác mà chị thân thì chị tặng thêm bánh tráng. Đa phần là tặng thêm bánh tráng là những bạn trong team chị, với lại tặng thêm hạt điều, bịch gà khô 1 cân, và sau 1 tháng thì đã hết hơn 2/3. Thật ra thì cũng ở đây không lo béo đâu nên mình ăn thoải mái lắm, bởi vì là ăn hoài mà vẫn hết sút cân ấy. Chị chuẩn bị thi phòng vòng phỏng vấn kín một phòng à, một vòng mà kiểu ai cũng run sợ, nhưng mà cũng mong là người ta chỉ hỏi xung quanh cái bio của mình. Mọi người thấy hôm nay Hà make up như này được không? Bây giờ thì mình chỉ đang dùng cái filter kiểu nó chỉ làm mịn thôi, nó không có môi với lại mắt nhiều. Đa phần là nguyên bản luôn, nó chỉ làm da mịn thôi, cái filter mà mình đang dùng á. Sẵn về ghé Thái mua bông lan trứng muối. Ở đâu rồi? Cho chị chiên. Ở Việt Nam thiếu gì mà phải qua Thái mua. Bảo chị Tiên về, mà hình như là chị Tiên sắp sắp về Việt Nam rồi đúng không mọi người? Trời ơi. Thích quá. Chắc là chấn động luôn cái sân bay Tân Sơn Nhất. Bình tĩnh thi nha chị ơi. Chị cũng hơi run nhưng mà chắc không sao. Nếu mà ban tổ chức sẽ hỏi
những cái để mà biết tính cách của mình thì chắc là sẽ những câu hỏi nó không có khó lắm, về những cái vấn đề chính trị xã hội thì mới lo. Hà chưa có phỏng vấn kín cơ, ngày hôm nay Hà mới phỏng vấn. Trời chết rồi. Sao mà giọng hôm nay nó kỳ kỳ ta, kiểu nó bị khàn khàn á. Chị về cũng giống chị Tiên à. Trong trường hợp là chị đạt tốt cao nha em. Nói chung là hôm nay thí sinh Miss World khá là mạnh ấy. Đặc biệt là đàn châu Âu và châu Phi. Châu Phi cực mạnh. Chừng nào công bố top giải nhân ấy, chị cũng đang rất là mong cái ngày đó ra, ngày công bố top nhân ấy. Nếu mà mình format năm nay thì mọi năm là top 10 nhân ấy là được vào thẳng top 40 rồi, nhưng mà năm nay là format chỉ có top 30 thôi, thế nên là chỉ có top 5 nhân ấy mới được vào top 30. Năm nay thì mình cảm thấy là tất cả các vòng đều khó hơn và đều thử thách hơn ấy. Ví dụ như là hai vòng thi head to head challenge thì đều khó hơn khi mà có thêm cái câu hỏi thứ hai nữa. Và lịch thì luôn đến một cách rất là bất ngờ và thay đổi xoẹt xoẹt xoẹt. Kiểu để thì ban tổ chức muốn tập cho thí sinh kiểu cách ứng biến với tình hình hay sao ấy. Chị cùng phòng của chị đóng make up. Không sao mà chị không mọc mụn đâu nên ăn đồ nóng không sao hết. Ăn khô gà nhiều khăn đó. Ồ thật ha. Thật ha. Ăn khô gà nhiều khan họng ha. Thôi không ăn nữa. Nón lá thì chị chỉ mang đi để chụp hình thôi mà. Thấy cũng hơi nhiều đồ quá, không biết có nên mang không. Hello Trúc Nguyên. Trúc Nguyên. Ôi sao ăn khô gà lại khan họng ta. Cay thì đáng nhẽ nó phải làm cho họng kiểu mình nở ra chứ. Không biết. Thôi nghe lời mọi người. Bây giờ mới thấy nick của Linh Thị Nguyễn. Trời ơi, đổi cái tên không biết luôn ý. Chết rồi. Bây giờ chị đi thi về, đi thi bên này về xong chị về chị đi thi ở trường ốm luôn ý. Kiểu các bạn thi xong hết rồi, bây giờ mình bởi vì chị hoãn thi mà. Xong về thi một mình. Sợ quá. Chị mông cổ đâu? Chị đang make up. Ăn xong ăn thêm kẹo ngọt, chơi ngọt đọng. Thật luôn hả? Eo ơi, chị nhớ cái món nước rau má đậu xanh và dã man luôn ý. Hà không bảo lưu bởi vì là cái đợt dịch là bọn Hà học online, thế nên là Hà vẫn tham gia học với mọi người bình thường. Chỉ là đợt thi thì Hà lại sang bên này thi nên là mình không thi được. Nên mình hoãn thi, về mình thi lại. Không, chị vẫn học bình thường chứ có được cách gì đâu. Linh Thị Nguyễn và Ngọc Diệp Nguyễn theo dõi mày. Ok. Hẹn một kèo bò nướng. À không. Nó gọi là cái gì ta? Bò nướng. Nằm bò nướng. Ừ đúng rồi. Hello Hoàng Anh.
Chị học ngành luật kinh doanh. Thế mà nhanh nhỉ mọi người. Kiểu mới thế mà đã sắp hết rồi. Còn có 5 ngày nữa thôi là thi chung kết. Thi chung kết xong cái ai về nhà nấy, đã bắt đầu một cuộc sống mới. Buồn. Bên này kiểu mọi người yêu thương nhau, quan tâm nhau, chia sẻ cho nhau, nói chung là thế, Hải thấy vui lắm, Hải thấy ấm áp lắm, kiểu mình không cảm thấy mình bị lạc lõng hay là mình bị xa rời khi mà mình, ví dụ như mình, kể cả là mình có những cái mới mình không quen, nhưng mà mình cảm thấy mình rất là dễ để mà hòa nhập với mọi người ấy. Miss World không thi bán kết, đúng rồi em. Chị về chị tính mở tiệm tóc không? Chị về chị tính mở tiệm tạp hóa này, bán quần áo này, bán tóc giả này, rồi kiêm làm tóc luôn này, xong rồi bán bánh tráng trộn này, bán khô gà này, bán đủ thứ. Mọi người đến ủng hộ nhá. Uống nước ấm đi, giọng khàn quá. Đúng rồi, tự dưng sáng nay thấy giọng khàn đã mát. Nhưng mà phòng rồi có nước ấm đâu, có mỗi nước lạnh à. Để đi lấy nước lạnh uống. Mình đến xíu nha. Chết rồi. Cái phòng kinh quá. Mà thôi. Kiểu mình bị sao ấy, mỗi lần mình mở nước mình toàn phải nhờ người mở cho ấy. Không phải là yếu đuối bánh bèo, nhưng mà kiểu có nghiệp gì với cái kiểu chai nước hay sao ấy. Thôi chả uống nhé, lấy chai dở uống. Đúng rồi, 5 ngày nữa diễn ra chung kết. Miss đa cấp. Vậy là tạp hóa sao lại đa cấp? Chết rồi. Hôm nay phỏng vấn mà sao lại khan họng mà sao ta? Chị ơi cho em hỏi xíu là không thi bán kết thì sao chọn top 30? Thật ra thì ngày nào với bọn chị cũng là thi hết á. Bởi vì là Miss World thì có nhiều phần thi phụ lắm. Chắc đếm trên đầu ngón tay em phải 5-6 phần thi phụ. Với lại ban giám khảo chấm là chấm hàng ngày nữa mà em. Xong đến bán kết thì có diễn gì đâu, chỉ gọi nhau ra để mà công bố kết quả, với lại chủ yếu diễn mấy cái bài opening, mấy cái bài cái màn vẫy cờ các kiểu các kiểu. Trước khi trả lời phỏng vấn nhớ lấy hơi bụng cho đỡ khàn. Bài hít thở hả? Ừ. Chắc là đang hít thở mà lại ở như này hả? Bỏ work ra cho đỡ đau chân. Chị ngồi mà đâu có đau chân lắm đâu. Môi tràn viền. Thật ta dâu một phần là filter nữa ấy. Chứ mà kiểu dùng cam thường nó không có tràn đâu. Filter thì trông kiểu, thật ra nhá, nếu mà make up xong rồi chụp và quay bằng cam thường nó cũng không có đẹp, là make có đẹp đến đâu, nên là cần có sự bổ trợ của filter nữa thì nó có xuất sắc hơn. Không, chị phải nói nhiều như này xong đến lúc tí nữa giọng nó mới mới trơn mới mượt được ý, nên là thôi cứ nói chứ nhìn nhau làm gì. Chị không hợp kiểu tóc 5 năm, chị thử rồi mà không hợp. Thì mình cũng phải thử một vài kiểu tóc vài lần xem nó có hợp hay không rồi mà mình quyết định chứ. Và mình đã thử và mình thấy thất bại. Sơn đỏ. Sơn đỏ thì Hà thử rồi, nhưng mà kiểu đỏ chót, đỏ gắt thì Hà đã thử, cũng đã thử nhưng mà thấy không hợp. Hà hợp với cái đỏ nó kiểu thường thường, hoặc là đỏ hơi hơi thâm thâm một chút, chứ còn đỏ cherry hoặc là đỏ chói thì không hợp. Chị cao 1m75 nhưng mà kiểu chân chị nó
nó dài hơn lưng ấy nên là trông nó dài. Chị Tiên đòi đội crown qua xem Hà diễn final. Được thế thì tốt quá. Phỏng vấn xong cái này thì chắc là bọn chị sẽ đợi lịch tiếp theo, bởi vì là ở bên này ấy, mọi người thay đổi lịch một ngày chắc phải vài lần ý, nên là mình ủa sao how to ủa mình đâu có tắt đâu. Bye bye mọi người. Mình không biết bật lại mic. Trời ơi.